Miami Beach, Florida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn thân mến đang tới xem kênh của Ngọc Ánh, Your Juristic USA. Kênh này chia sẻ những kinh nghiệm về buôn bán bất động sản, nghề môi giới bất động sản và cách làm giàu bằng bất động sản. Hôm nay Ngọc Ánh chia sẻ với các bạn một chủ đề refinance là gì. Refinance có nghĩa là cách lấy tiền, cách rút tiền từ nhà của bạn. Ở tại Mỹ có một cái thể lệ về refinance như vậy. Bạn mua một căn nhà $200,000, bạn đặt tiền cọc $50,000, tức là 50,000 đó là đã chôn trong cái nhà. Bạn mượn ngân hàng $150,000, mỗi tháng bạn mới trả. Nếu bạn mượn 15 năm thì cỡ chừng 7 năm là bạn trả được nửa số nợ, tức là bạn chỉ còn được, bạn chỉ có nợ là $75,000 mà thôi, trên một cái mà $150,000 mà bạn đã mượn. Bây giờ cái nhà đó từ 200,000 nó lên giá 300,000, thường thường là cỡ kiểu 10 năm là nó lên giá vậy, bạn lên giá 300,000 với 50%. Giờ bạn đang cần tiền, cần tiền để đầu tư bất động sản, cần tiền để làm chuyện gì, bạn không có tiền mặt, tiền mướn, tiền trả tiền nhà, tiền mortgage thì chỉ có mấy trăm đô một tháng thôi. 150,000 mà mượn 15 năm thì trả chừng cỡ chừng đó là 500 đô một tháng. 500 đô một tháng 10 năm sau 500 đô là nó nhỏ lắm ha. Không thấy không có nhiều. Tại vì bạn làm càng ngày càng lên lương, bạn làm ăn, bạn ở Mỹ càng ngày càng khá giả. Thì bạn muốn cần tiền, tức là bây giờ bạn chỉ có nợ có 75,000 mà cái nhà của bạn á là 300,000, trị giá 300,000. 300,000 trừ 75 đô trừ 75,000 tức là còn lại là 225,000 là cái tiền, giá trị tiền mặt của cái nhà của bạn. Bây giờ bạn muốn lấy ra, bạn cần lấy ra tiền ra để sử dụng, nhưng mà phải làm sao? Thì ở Mỹ nó có chương trình kêu là refinance, tức là lấy một mortgage mới. Bây giờ bạn đi tới nhà băng, bạn nói cho tôi một cái mortgage $200,000 và cái nhà tôi trị giá $300,000 thì cho tôi refinance được, cho tôi mượn $200,000 thì là cái 100,000 còn dư lại đó là nó cũng như tiền đặt cọc không? Có khi nó bắt được cọc 20% thì là 60,000, có khi nó bắt đặt cọc hơn, nhưng nếu bạn muốn cần 200,000 hay là 222,000 220,000 thì nó sẽ cho. Nếu bạn vẫn có income tốt, vẫn có công việc làm ăn đều đặn, bạn trả không nên trả trễ ha, phải trả automatic mỗi tháng, là mình làm cái là online payment, là nó gửi tự nhà băng lấy tiền trong ngân hàng của mình ra, gửi tới gửi đi. Là nếu mà nó biểu mình trả một tay thì còn 26 tay là mình biểu nhà băng gửi đi, tại vì là có thứ bảy nhật thì không có trễ ha. Còn mình cẩn thận, tôi làm một bánh gửi 20 ngày 25 là cái thơ, là tức là nhà băng sẽ in cái ngân phiếu của nhà băng rồi gửi tới cái địa chỉ cho mình, không phải làm gì hết ha. Thì mình trù là 3 ngày, nhưng mà nếu mình trù 5 ngày thì có khi là gặp ngày mà thứ bảy nhật này, cái ngày lễ, thì mình mới tính 5 ngày cho đất ăn. Thì rồi cứ mỗi tháng mình cứ chắc ăn là phải có tiền trong ngân hàng để gửi đi thôi. Thì ngân hàng nó sẽ cho băng mượn 200,000. Bạn lấy 200,000 đó, bạn trả cái nợ 75,000, nó bắt buộc các bạn phải trả nợ ha. Nếu mà bạn không muốn trả nợ thì bạn lấy cái home equity. Còn bạn muốn refinance phải trả nợ đó đi, thì mình sẽ có cái nợ lớn hơn, mình mất tiền ra nhiều. Và tiền nó mất ra thì mình không có phải trả tiền lời, mình chỉ trả tiền lời trên cái món nợ mới ha. Thì nó sẽ đưa bạn 200,000. 200,000 đó bạn trừ 75,000 thì bạn được còn được 125,000. Tức là 125,000 là tiền của bạn, muốn làm gì bạn làm,
muốn lấy đầu tư, muốn đi đi về Việt Nam mua nhà hay mấy gì cũng được hết. Nhưng mà cái nợ mới của bạn là 200 ngàn. 200 ngàn đó thì tức là nếu nếu mà bạn cho mình cho 4 thân trong 30 năm thì 200 ngàn là cỡ chừng 1.000 đô, 8-900 một đô cỡ đó ha. Tức là bạn thì cái món nợ mới của bạn nó sẽ nhiều hơn cái món nợ cũ, nó sẽ dài hơn món nợ cũ, nhưng mà bạn có tiền, bạn lấy tiền ra, bạn lấy tiền đó bạn đi mua, là bạn đi mua mấy dãy phòng trọ, thì là nếu mà tính toán đúng thì tiền thuê phòng trọ của những người mướn nhà sẽ giúp bạn trả mỗi tháng cái tiền nhà, tiền mà bạn rút từ cái nhà ra, thì cái đó là cái refinance. Thì cái refinance là mình phải tính kỹ á, mình trả tiền nhà, tiền mua cái cũ đã đến gần hết rồi, mình lấy tiền ra là tại mình muốn đầu tư những cái gì tích cực, cái mình không có lấy ra mình xài, tại nếu mà lấy ra xài là mình có nợ mới kéo dài lâu nữa. Mà thường thường là người Mỹ thì họ chỉ refinance, họ lấy tiền ra nếu họ đi đầu tư chứng khoán, đầu tư mà những chứng khoán mà mutual fund hay là annuity cho nó chắc chắn á, họ mới đầu tư, rồi hay là đầu tư mua nhà cửa. Thì khi họ lấy ra họ làm ăn, họ liều á, họ lấy ra họ làm ăn, họ muốn mở nhà hàng hay là muốn mở mua tiệm nail thì họ lấy ra họ mở. Nhưng mà cái vấn đề chính ở đây là cái tiền mà mình trả mỗi tháng cho mortgage của mình là nó không có mất, là ở đó tới lúc mình cần thì mình hoặc là mình create cái mình làm cái home equity để mình lấy ra từ từ, không, hoặc là mình refinance để từ cái món nợ, từ cái nhà đó mình rút tiền ra, là cái tiền đó mình muốn làm gì mình làm. Cái home equity nó khác, cái refinance là gì, cái home equity là bạn cũng còn nợ cũ, rồi khi nào bạn cần tiền nhiều thì bạn lấy tiền từ cái home equity ra rồi bạn bỏ vô bạn trả lại. Hai cái nợ nó khác. Cái refinance là bạn làm một món nợ mới, mà lấy một phần cái món nợ mới trả cái nợ cũ, nhưng mà rút tiền ra coi thì mình có tiền mặt để mình làm ăn buôn bán. Thì hai cái là tùy vấn đề, cũng tùy người ha. Có người thích thợ lấy ra để mà đi mua nhà trọ, tại vì home equity mình cũng lấy ra cũng mua nhà trọ cũng được. Thì mình hồi đó mình phải coi á, là khi mà mình home equity mình nộp đơn equity thì không có tiền gì hết, không phải đóng tiền giấy tờ tiền gì hết á. Refinance là mình phải trả nhiều nhiều lắm cũng vậy, tiền mà giấy tờ đủ thứ lắm, chắc cũng phải là 3-4 ngàn đô, có khi tới 5 ngàn đô tùy theo giá trị căn nhà. Một bên thì mình nhưng mà refinance là mình làm cái nợ mới cho cái nhà mình, còn home equity là cái nợ thứ hai trong cái nhà, là mình cũng còn cái nợ cũ, rồi mình làm cái nợ mới cho cái nhà, nhưng mà mình chỉ lấy tiền ra khi là mình cần thôi. Thì tùy theo cái ứng dụng home equity là mình lấy ra 1.000 đô thì mình trả tiền tiền lời 1.000 đô mình bỏ vô lại. Thì nếu thường thường người già sử dụng home equity, tại vì họ ở trong cái nhà họ mà tiền hưu không đủ xài, thì một tháng đó họ lấy 100 ngàn 2 ngàn trong home equity ra để họ sống. Nó còn một cái nó là reverse mortgage, mình sẽ giải thích cho bạn nghe trong cái video sau là cái reverse mortgage. Nhưng mà cái này là mình nói là refinance, tức là mình mua nhà, mình trả tiền nhà, sau một thời gian cái nhà lên giá, tiền mà xuống thấp, thì mình refinance, mình làm cái món thì mình làm một món nợ mới, mình xin làm một cái mortgage mới, mình trả đi cái mortgage cũ, nó bắt phải trả nha, chứ nó không một nhà băng nó chỉ lấy first mortgage là một mortgage của nó thôi, thì là nó sẽ bắt mình trả cái nợ cũ đi, mình lấy tiền mặt ra, là mình ở trong nhà mình không có bán nhà, rồi mình đem tiền mà lấy từng refinance ra, mình đi mua mua phòng trọ, mình mua những cái gì đầu tư tích cực để mà lấy cái tiền lời từ đó, hay là tiền cho mướn nhà trả lại cái nhà mình, trả lại cái mortgage, nhà mình có một mortgage. Còn nếu mà bạn lấy home equity mà lấy tiền home equity, nhà bạn có hai cái mortgage, thì là
tùy người họ tính. Hôm nay ra làm giải thích cho bạn là home equity là gì, và refinance là gì, nó là hai cái nợ khác nhau. Xin chào các bạn, hẹn các bạn clip sau. Bye bye.